chào quý vị và các bạn đã theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Sức khỏe đời sống. Ngoài đưa những thông tin về y tế, chúng tôi còn đưa đến cho quý vị những thông tin xã hội, thời sự mới nhất trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, thời gian gần đây, khi cả thế giới đang gồng mình chống chọi với đại dịch COVID-19, thì thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời sau một thời gian nhiễm COVID-19 đã khiến gia đình, đồng nghiệp và bạn bè của cố ca sĩ bàng hoàng thương xót. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã đến gần 49 ngày mất của giọng ca Bậu ơi đừng khóc. Con gái ruột của cố ca sĩ đã thông báo về việc tổ chức lễ cúng 49 ngày cho mẹ trên livestream. Cô chia sẻ, đó là ngày cuối cùng mẹ ở trần gian rồi siêu thoát. Đồng thời, Wendy còn đính chính tin đồn thất thiệt liên quan tới việc ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống. Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào ngày 28 tháng 9 năm 2021 sau thời gian nhiễm COVID-19. Thông tin này hiện vẫn chưa khiến gia đình, đồng nghiệp và bạn bè của cố ca sĩ thôi bàng hoàng thương xót. Mới đây, trên sóng livestream, Wendy Phạm cùng GC Phương Trinh đã có những chia sẻ về lễ cúng 49 ngày cho cố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ. Theo đó, lễ cúng 49 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 14 tháng 11, bắt đầu từ 10 giờ 30 sáng. Sau 2 tiếng cúng, gia đình sẽ cùng ngồi ăn uống riêng tư. Từ 14 giờ đến 17 giờ chiều cùng ngày, gia đình sẽ tiếp đón khách đến viếng thăm. Tất cả diễn ra theo giờ Mỹ, 1 giờ 30 ngày 15 tháng 11 giờ Việt Nam và được livestream trên kênh YouTube Phi Nhung và Wendy's Official vừa được Wendy thành lập. Trong livestream thông báo việc livestream lễ cúng 49 ngày của ca sĩ, GC nói, tôi xin thông báo cháu Wendy, con gái Phi Nhung, đã lập một kênh YouTube mới. Lễ cúng 49 ngày của Phi Nhung tới đây, cháu Wendy sẽ livestream trực tiếp trên kênh YouTube đó. Mọi người yêu mến Phi Nhung cũng như cháu Wendy thì vào theo dõi kênh YouTube đó để ủng hộ cháu. Hiện tại, kênh YouTube của cháu mới có 20 người theo dõi. Wendy tiếp lời GC, sau khi mẹ mất, con có giới thiệu một kênh YouTube là Phi Nhung and Wendy's Home. Thực ra, kênh YouTube đó là của cậu ruột con lập ra để tưởng nhớ mẹ. Con chỉ mượn kênh YouTube của cậu để chia sẻ về tâm tư, tình cảm với gia đình, khán giả. Bây giờ đã sắp 49 ngày của mẹ, con muốn làm một điều đặc biệt dành cho mẹ. Vì thế, con lập một kênh YouTube mới chỉ để chia sẻ kỷ niệm, hình ảnh giữa con và mẹ Phi Nhung, cũng như gia đình con. Còn kênh YouTube của cậu thì cậu quản lý. Kênh YouTube mới của con là Phi Nhung and Wendy's Official. Điều đặc biệt nhất ở kênh YouTube này là con sẽ livestream trực tiếp lễ cúng 49 ngày của mẹ tại Mỹ cho mọi khán giả trên thế giới theo dõi. Đó sẽ là ngày cuối cùng mẹ ở lại trần gian này trước khi siêu thoát. Con mới lập kênh YouTube này từ hôm qua nên mới có 20 người theo dõi. Trên kênh YouTube này, con đã đăng một clip quay lại cảnh con rước cho cốt của mẹ Phi Nhung từ sân bay về nhà, rồi từ nhà tới chùa Huệ Quang. Clip này chưa từng được đăng tải ở đâu hết. Các clip trên kênh YouTube mới này đều do con tự làm, tự edit. Con khoái làm mấy video đó lắm. Con xin thông báo luôn, gia đình con sẽ cúng 49 ngày cho mẹ vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 11 tới đây, theo giờ California. Lễ cúng bắt đầu từ 10 rưỡi sáng và kéo dài trong 2 tiếng. Sau đó, gia đình sẽ mời khách ăn uống chung. Khán giả nào muốn tới thăm mẹ Phi Nhung lần cuối hay thắp một nén nhang thì tới vào lễ cúng. Gia đình con sẽ ở đó tới 7 giờ tối để tiếp khách. Dù ca sĩ Phi Nhung đã qua đời được hơn một tháng mà vẫn bị nhiều tin đồn thất thiệt bủa vây. Thậm chí có tin đồn cho rằng Phi Nhung vẫn còn sống. Trước tin đồn thất thiệt này, con gái ruột Phi Nhung, Wendy, đã đính chính trong buổi livestream của mình. Cũng trong buổi livestream, thông báo tổ chức lễ cúng 49 ngày cho mẹ vào ngày 14 tháng 11. Con gái cố ca sĩ Phi Nhung còn mong những ai yêu thương có thể đến thắp hương cho giọng ca Bông Điền Điền. Cũng trong dịp này, Wendy tâm sự thêm. Từ lúc mẹ mất, tôi không đọc được tin đồn này, tin đồn kia vì quá nhiều áp lực, bị rối cảm xúc. Nếu mẹ còn sống thì tôi sẽ rất vui, nhưng 100% là mẹ tôi đã mất rồi. Mẹ tôi không thích mọi người buồn vì mẹ. Mẹ chỉ thích mọi người vui thôi. Mẹ rất thương khán giả của mẹ. Chia sẻ thêm về những tin đồn thất thiệt liên quan đến người em thân thiết, GC Phương Trinh khẳng định, không ai làm đám tang, cúng thất từ tuần này qua tuần khác khi người đó còn sống. Nên khi xem một video thì mọi người nên suy nghĩ lại. Bây giờ có rất nhiều người câu view bằng tin thất thiệt. Vì vậy, Wendy mới quyết định ra kênh YouTube. Để có thông tin gì về mẹ, về cuộc sống gia đình thì đó là thông tin chính xác nhất. GC Phương Trinh nói thêm,
thời gian qua xuất hiện nhiều trang mang tên con gái Phi Nhung. Nói về điều này, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ, chỉ sợ rằng những trang giả lấy hình ảnh, đăng tải thông tin không đúng sự thật. Còn nếu các bạn làm vì yêu mến Phi Nhung và làm bằng cái tâm thì gia đình cũng không sao cả. Nhưng đừng giả mạo cháu Wendy. Các bạn có thể viết rõ rằng đây là trang của người hâm mộ chứ không phải trang chính. Nữ ca sĩ nói thêm, thời gian qua cũng xuất hiện nhiều kênh YouTube giả mạo. Cô mong mọi người khi phát hiện hay thông báo để tránh trường hợp kẻ xấu làm điều có hại cho Wendy. Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ, thời điểm Phi Nhung mất, nhiều người bày tỏ thắc mắc về lý do cô không nhận Wendy làm con nuôi, dù khá thân thiết với giám khảo solo cùng Bolero. Giải thích về điều này, nữ ca sĩ nói, bởi vì Wendy đã có mẹ nuôi từ lâu rồi, từ khi cháu còn nhỏ, người đó không ai khác chính là chị ruột của tôi. Từ ngày mẹ ra đi, con gái ruột của cố ca sĩ Phi Nhung chia sẻ rằng vô cùng thương nhớ mẹ. Ban ngày tôi bận, đi đây đi đó thì không khóc, nhưng tối về lên mạng coi hình mẹ là chảy nước mắt. Cô còn rất cảm động trước tình cảm của mọi người dành cho mẹ mình. Mới đây, con gái cố ca sĩ Phi Nhung tiếp tục mở livestream trò chuyện với khán giả trên fanpage. Theo đó, Wendy gửi lời cảm ơn khán giả vì đã ủng hộ vào quỹ thành lập lớp Việt ngữ mang tên mẹ và quỹ giúp đỡ những người gặp khó khăn vì dịch COVID-19 ở Việt Nam. Sau khi mẹ mất, Wendy nhận được rất nhiều bức thư từ khán giả khắp nơi gửi về để động viên cô cũng như bày tỏ tình cảm với người mẹ nổi tiếng. Trong livestream, Wendy rất cảm động trước tình cảm của fan dành cho người mẹ quá cố của mình. Wendy xin cảm ơn các fan, cô chú, anh chị em khắp nơi đã cúng thất chung với tôi. Tôi rất cảm động. Tôi nghĩ mẹ nhìn thấy sẽ rất vui và hãnh diện vì mẹ biết rằng mẹ sống rất tốt nên khi ra đi có nhiều người yêu thương nhớ đến mẹ. Mỗi ngày đi chùa, tôi thấy bàn thờ mẹ lúc nào cũng có khoai lang. Mọi người ở nhiều tiểu bang mang đến khoai luộc để bàn mẹ đầy đủ đồ ăn. Wendy cảm ơn mọi người đã tới thăm mẹ và ủng hộ cho trường Việt ngữ Phi Nhung. Con gái Phi Nhung nói. Đồng thời, Wendy tâm sự, từ ngày mẹ mất, mỗi đêm cô đều khóc vì nhớ mẹ. Dù vậy, cô tự động viên bản thân phải mạnh mẽ đúng như sự dạy dỗ của mẹ. Hiện tại, Wendy đang nghỉ công việc cũ. Sau khi lo xong 49 ngày của mẹ, cô sẽ bắt đầu công việc mới ở Mỹ. Ban ngày tôi bận, đi đây đi đó thì không khóc, nhưng tối về lên mạng coi hình ảnh mẹ là nước mắt chảy. Mỗi ngày tôi lại thấy đêm dài, khóc trong đêm nhiều hơn. Nhưng tôi cũng không dám khóc nhiều quá, vì trước giờ mỗi lần tôi khóc, mẹ đều mắng là phải cười lên. Mẹ không thích tôi khóc, mẹ dạy tôi phải mạnh mẽ, con gái hay con trai thì đều phải mạnh mẽ. Nếu mẹ ở đây thì mẹ la tôi rồi, mẹ sẽ bảo, lớn đầu rồi còn khóc nữa. Mỗi ngày đi chùa thắp nhang, tôi đều phù hộ cho mẹ được siêu thoát và không còn buồn phiền, lo lắng gì nữa. Tôi chưa nằm mơ gì về mẹ, nhưng chắc mẹ không muốn tôi nằm mơ đâu, vì như thế lại nhớ mẹ nhiều hơn. Mẹ muốn tôi cứng rắn lên, chắc trời biết mẹ mất sớm, nên từ nhỏ mẹ đã dạy tôi phải cứng rắn, chịu đựng, biết lo cho bản thân mình, không suy sụp và phải đi tiếp. Trước đó, con gái Phi Nhung thông báo kế hoạch sử dụng tiền phúng điếu của mẹ vào việc xây lớp Việt ngữ miễn phí cho trẻ em tại Mỹ và gửi về Việt Nam để giúp đỡ những người gặp khó khăn trong dịch bệnh. Trong buổi livestream của con gái cố ca sĩ Phi Nhung về việc tổ chức lễ cúng 49 ngày cho mẹ mình, ca sĩ Chi Si Phương Trinh cũng xuất hiện. Được biết, Chi Si rất thân thiết với Phi Nhung, coi cố ca sĩ như chị em ruột. Gần đây, Chi Si Phương Trinh đăng tải bức ảnh thời trẻ của cố ca sĩ Phi Nhung, đồng thời tiết lộ sự quê mùa và chất phác của Phi Nhung làm cho mình muốn bao bọc. Chi Si Phương Trinh và cố ca sĩ Phi Nhung không chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp mà cả hai còn thân thiết như chị em trong nhà. Thuở giọng ca gốc Gia Lai mới chập chững bước vào nghề, Chi Si Phương Trinh được xem là người thầy đỡ đầu của ca sĩ. Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều vừa có bài đăng kể lại kỷ niệm thời trẻ của Phi Nhung, đồng thời tiết lộ lý do vì sao cô luôn muốn bao bọc và che chở cho nữ ca sĩ. Chi Si Phương Trinh bày tỏ, hôm nay nhận được tấm hình này từ anh bạn cũ, người yêu cũ. Em trai của anh ấy tìm được tấm hình này trong album hình của gia đình nên nhờ anh ấy gửi qua cho mình để giữ làm kỷ niệm. Chuyện mình và những người cũ là bạn và vẫn giữ liên lạc thì không có gì là lạ. Với chồng cũ cũng thế thôi mà. Lý do em trai của anh bạn cũ có tấm hình này là vì nó được chụp tại đám cưới của em ấy.
Cái ảnh này được chụp vào tháng 7 năm 1999 tại thành phố Port Arthur. Hồi xưa, trước khi Phi Nhung nổi tiếng, thì đi đâu mình cũng hay kéo Phi Nhung đi theo để cho em ấy biết, đó biết đây và học cách xã giao. Thời đó từ Tampa qua Cali thì không khác gì từ nhà quê lên tỉnh, cái gì cũng không biết, mà tiếng Anh thì cũng hạn chế ở yes với no. Có thể vì sự quê mùa và chất phác của Nhung mà nó làm mình muốn bao bọc và chở che cho em ấy, mặc dù mình hơn Phi Nhung chỉ có 3 tuổi. Lúc đó, Phi Nhung rất thần tượng mình, làm gì cũng muốn giống chị Si, ăn mặc cũng theo phong cách trẻ trung, cho giống chị, nên trong tấm hình này, các bạn thấy Phi Nhung mặc áo hở bụng là vậy. Đây là hình ảnh Phi Nhung mà mình biết và nhớ trong ký ức, chứ không phải một Phi Nhung trên sân khấu, thần tượng của nhiều người. Đối với em ấy, mình là người ơn, nhưng đối với mình, em ấy luôn là đứa em gái ngô nghê hay nhõng nhẽo. Đính kèm là bức ảnh Phi Nhung lúc mới vào nghề cùng chị Si. Có thể thấy, giọng ca 7X rất thần tượng đàn chị. Do đó, cả phong cách thời trang, Phi Nhung cũng bắt chước chị Si. Vừa qua, vợ cũ Bằng Kiều đăng tải bức ảnh chụp cùng con gái Wendy Phạm và gọi nhóc Tì là cháu ngoại. Thông tin trên cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thưa quý vị, ca sĩ Phi Nhung được rất nhiều khán giả yêu mến vì thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện, nhận nhiều trẻ mồ côi làm con nuôi. Sự ra đi của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp xót xa, tiếc nuối. Tuy không còn có mặt trên đời, nhưng cố ca sĩ Phi Nhung còn ở lại mãi trong lòng người hâm mộ và là nguồn cảm hứng cho các thế hệ ca sĩ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.